Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang diễn ra thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề xuất về việc khung giờ mới với các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế. Nếu đề xuất này được thông qua thì các bệnh viện của Hà Nội sẽ đồng loạt tăng viện phí. Theo tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, điều chỉnh theo mức giá tối đa của 1930 dịch vụ khám bệnh chữa bệnh tại thủ đô được thực hiện theo lộ trình của chính phủ. Nếu đề xuất được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ tư đang diễn ra, các bệnh viện của thành phố Hà Nội sẽ đồng loạt tăng viện phí từ ngày 1 tháng 8 tới đây. 17,6% dân số Hà Nội chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ là đối tượng chịu tác động của việc điều chỉnh giá viện phí lần này. Theo lý giải của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì việc điều chỉnh giá tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý khám chữa bệnh thống nhất một danh mục một giá, đồng thời tăng chất lượng dịch vụ do đảm bảo các yếu tố cấu thành giá dịch vụ, thuốc, hóa chất, vật tư y tế v.v.